Cũng lâu lâu cũng ngứa mà. Ừ, cũng có chứ, có mà ví dụ như mình giặt cái khăn lên mặt lên nước nóng 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 kìa, lao lên mình đã, lao lên thấy mà lao nóng quá là cái mặt mình nó bị khô đó. Không lao vừa nóng có gì nữa. Ừ, làm rớt da lên chứ vụ lúc sống 2 năm nữa rồi, 5-7 rồi, nói gì chi à, thì có giới gì lớn đủ rồi, không thì nó đi cho được rồi, ở gì vô lâu. Nó thấy thử chỉ sợ có bà nó chi mà 125 tuổi trên này ở như mà ghê nữa nè, làm quá con giáo bắt mở không mày. Vâng, sẵn hồn.
như cháo, có cục muỗng như hồi nó vô cái đường lên rí lo làm mấy cái mụn dễ sợ rồi bắt đầu mới đầu có mấy cái mụn đã thiệt, mụn lâu năm, mụn u, nó là u bã. Cái nghề nhân loan nó mới làm được cái công việc phức ăn nó làm. Bên chị là nó họ không biết làm, là sợ. Sợ rồi. Họ không chuyên về nó. Sẽ bắt hả? Có răng nạn có đừng có rái họ cứ để tự nhiên họ làm nó cũng lỡ đau á răng làm những người họ họ đau chị không nói họ cũng phải rái trước đó họ nó đẻ rồi đau một ngàn lần ai họ cũng rái mà đau có một lần lần nó làm như đẻ rồi vậy. Làm như chú đẻ rồi không thì có chứ tại vì sợ quá rồi mang cái bụng bầu nhưng mà dễ sợ 5 kg nó vợ đó nó mang bụng bầu 5 kg đó vợ cháu à. Đẻ thằng câu nó là 5 kg mấy đó đó mà đẻ được luôn hả. Mà đang không biết nào mà lành cái nằm đã liền mới dễ sợ chứ. Họ kêu chứ mổ cho rồi còn người họ kêu chứ thâu suy âm mới đẻ sinh đôi đó dễ sợ đã 2 tháng nhưng mà kinh chờ là 90 kg luôn đó à 90 kg còn thằng nhỏ không cần gần nữa đâu nữa chuồng ăn dễ sợ nó mì to mang lần 4 gói ăn dở mon đó đi tập tạ về là đâu đó canh cơm cá là chỉ có làm giống cô chô thờ bá đó làm hoài xí tân này ăn để biểu ăn với lại cái sức của hắn ăn hồi xưa trừ rồi trên này 15 năm cha rồi xấu quát rồi chứ loan nhìn câu có nhìn không ra luôn đẹp là giống mẹ à không biết đâu mà cầm trẻ lóng đồng tiền độ mắt hai mấy mũi cao hình dạng giống dượng đó ai biết được mình thì cái gì xì đi đây mà hai cái gì sợ chết chứ nè. Thằng này là giống ba nè đúng mà gì còn mẹ thì thấy bạn này chưa thấy rồi bà trại măng á bà ăn chay trường đó xưa bà bán đồ biết mà chợ con mì hồng mười mấy tuổi nè ủa đó à trời thân nữa alo dạ chị ra nhà các bạn uống nước giùm em ạ cái gì vậy em em đem vô trong quầy lễ tăng giùm chị cái 38 là quầy ra chị ạ là xà ba Long Nguyễn hả em xà ba Long Nguyễn vậy ạ cùng họ đó luôn Long Nguyễn không dạ còn đây là Nguyễn Hiền Long Nguyễn đó Nguyễn chứ mình quá trời hồi nói cái ông Hồ Nguyễn này ông tùm lum hết trơn bởi rẻ rồi Hồ Nguyễn quá trời quá đất đi mô ngụm Hồ Nguyễn hết trơn chán bây giờ Loan thấy Hồ Nguyễn nhiều không nhiều rất là nhiều nhiều nhất luôn á nhưng mà đừng bao giờ lấy cái đụng của họ đụng họ khó làm ăn lắm Nguyễn còn lấy ví dụ như đó cũng họ đây cùng họ đây đó. Nghĩa hữu hồn. Đó đó, lấy tụi cùng họ lâm bệnh. Điện thoại không lo lắm không? Quá trời. Nhớ chú nhớ thời mà thời dịch không? Sâu, nghe điện thoại người ta nói là một phút nghe lần để lâu nghe có hồi nó cũng sợ luôn rồi thì làm một thấy xí luôn